Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Bí mật về bộ trang sức vàng nàng triệu của giang hồ mạng Phú Lê khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin giang hồ mạng Phú Lê bị bắt vì liên quan đến một vụ hành hung gia đình bà Nguyễn Thị Nga, là mẹ đẻ của Trần Thị Đào, mình danh là hot girl xăm trổ Đào Chi Lê trên mạng xã hội vì mâu thuẫn cá nhân. Phú Lê tên thật là Lê Văn Phú, 40 tuổi, được giới trẻ biết đến như một ca sĩ giang hồ, diễn viên nghiệp dư với nhiều bài hát, phim ca nhạc nói về giang hồ. Trong đó bài hát được nhiều quán cà phê hay mở là đời là thế thôi, có câu kinh điển mà nhiều 9X 10X thuộc lâu, khổ trước xuống sau thế mới giàu. Hình ảnh Phú Lê luôn gắn liền với bộ trang sức vàng cồng kềnh, đặc biệt là mặt dây chuyền hình đại bàng khá là hoành tráng. Ngoài mặt dây đại bàng, Phú Lê còn có mặt hổ vành khủng không kém. Trước khi Phúc XO bị lộ tẩy việc đeo vàng giả, danh hiệu người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam gọi tên Phú Lê. Phú Lê tuy gầy gò nhưng trông khá bậm trợn vì có nhiều hình xăm phủ kín trên cơ thể và đeo trên người bộ trang sức bằng vàng hoành tráng, cùng vòng cổ hình đại bàng, nhẫn, lắc tay, đồng hồ, thậm chí là cả dây thắt lưng. Về phía chia sẻ của bạn bè, Phú đeo nhiều vàng vì sở thích, chứ không phải là vì anh khoe khoang. Tuy vậy, đại ca giang hồ mạng vẫn không tránh được sự bàn tán của cư dân mạng.